Xin chào khán giả của báo Tuổi Trẻ. Welcome to S Life Gym. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái bài tập của cá nhân mình trong những lúc mình rảnh rỗi, mình không làm phim, mình không dựng những pha hành động, những bộ phim, thì mình tới đây mình tập cái bài tập này để hỗ trợ cho sức khỏe của mình. Đó là bài tập freestyle theo cái cách của mình và phòng S Life Gym có đầy đủ thiết bị và cái nơi để mà mình đến và mình cảm thấy nó là thân thiện và gần gũi với mình. Bài tập đầu tiên của mình hôm nay là khởi động shadow boxing và wing kickboxing với một bạn tập ở đây. Mời các bạn theo dõi quá trình tập luyện của mình nhé. Bây giờ mình bắt đầu khởi động. Các bạn hãy nhớ trước khi mà mình đánh đấm mình phải khởi động cho thật là kỹ, bởi vì nếu mà các bạn không khởi động kỹ thì rất dễ bị chấn thương. Và chấn thương rồi thì hôm sau nghỉ tập, đó là cái mà người ta hay thường bị mắc phải. Thành ra mình phải kiên nhẫn khởi động thật kỹ trước khi mình đánh nha. Rồi, tới vai. Tiếp theo là mình thực hiện các động tác để làm giãn cái gân phía bên trong của cái khớp chân để mình đá cho nó thoải mái hơn. Và mình vẫn thực hiện cái động tác y như vậy mà ngồi bẹp xuống đất để giãn cái gân toàn thân cùng với cái chân. Và động tác tiếp theo mình tập là shadow boxing, đấm trên gió, đấm không khí với cái southpaw 50-50. Và mình thực hiện 45 độ qua lại bằng tay không và sau đó bằng hai cục tạ. Mời các bạn tập với mình nha. Và các bạn tập như thế khoảng chừng 30 giây để vẫn tiếp tục là cái bài khởi động và sau đó mình tập với lại hai cục tạ. Và tiếp theo là bài tập khởi động các cái đòn chân của mình gồm những đòn đá cơ bản. Mời các bạn tập với mình nha. Tiếp theo là mình tập bài đá tô lô, chân phải và chân trái. Mời các bạn tập với mình. Tiếp theo là mình thực hiện một cái đòn combo, đòn đá vô ống quyển và đá vô mặt. Một cái đòn đá, hai cái đòn đá tô lô, một cái đá thấp và một cái đá cao. Cái đá thấp mình đánh vô đây, cái đá cao mình đá lên trên này. Cái đá thấp đánh vô đây, cái đá cao trên này. Ok, giờ các bạn tập với mình nha. Dưới. Cái combo tiếp theo mình vẫn hay tập đó là cái jab, cross, elbow, elbow, jab, cross, elbow, elbow. Đó, hai cái đấm thẳng và hai cái chỏ vô cái focus mid của bạn tập ha. Rồi, bắt đầu mình tập chung nha. Tiếp theo là mình tổng hợp lại vừa bài tập đấm vừa bài tập đá chung với nhau thành một cái chuỗi đơn giản để mình tập nha các bạn. Bây giờ các bạn nhìn mình và tập chung với mình nha. Jab, cross, elbow, elbow, đá thấp, tô lô, tô lô, tô lô, làm lại nha. Đây là bài tập thông thường mình tập mỗi ngày, tốn khoảng 30 phút của các bạn để các bạn duy trì thể lực và sức khỏe, để có sức khỏe dẻo dai để làm việc mỗi ngày được hiệu quả hơn. Chúc các bạn tập luyện vui, khỏe.
sống yêu đời.